hả? Nhỏ hả? Nhỏ có phải đi giao chứ. Hôm qua giao cái lớn rồi, nên giờ cái nhỏ. Thì có lớn có nhỏ chứ. Rồi sao, này đi đâu hả? Này, này đem đi đâu? Lại phải đi đâu? Nhỏ thì cũng phải giao. Nhỏ không có giao luôn. Giao mấy, giao luôn. Xe mô tô, xe mô tô. Dữ không? Xe gì Z ngàn giao luôn hả? Mẹ chờ, chờ cha mẹ đi giao hả? Rồi, ok. Intro, intro vô hàng. Rồi, để xích cục hàng đi vô hàng nha. Ok. Ok. Thì trên đèn lại phải đi giao hàng. Rất là hân hoan, quan thủy. Rất là vô ổ gặp người. Đi giao vô hàng đó. Ủa, ta lấy hàng đi vậy? Ok. Cỡ kìa. Rồi đi ghé mua tôm cho tiên xong rồi mới qua được. Làm bắt cỡ chưa? Bắt cỡ kìa. Rồi rồi đậu đây. Từ từ. Rồi. Mặt ở chị tiên đen. Mua tôm xong rồi mới đi được. Thầy mua tôm thấy chưa? Tớ mua tôm á, mua tôm xong mới qua chơi được. Rồi. Sau mấy phẫu thuật bị khô khô, công viên trò chơi đã quay trở lại. Rồi. Mẹ đâu rồi? Sao? Về sao? Muốn thùng anh hả? Muốn đứng. Muốn qua đâu? Muốn đứng qua mẹ mà. Ui, qua đó là gì vậy? Đó là gì vậy? Muốn đứng qua chơi á. Ok. Rồi đi nha. Đi đâu? Về về mà. À đây là gì vậy? Ừ. Chơi đây hả? Đi về. Vô. Đây nè. Rồi đi 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 đi. Xuống. Trời lên đi. Lên. Lên đi. Rồi lên xe. Chạy đi. Hôm nay xì tinh đen đã tự đi một mình được rồi nha. Ồ, la dữ quá trời ơi. Ồ, nay gắn thêm đèn rồi quá trời nè. Chớp 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 chớp.
nguyên đoàn luôn. Hello. Ghê không, ghê không, lái ghê không. Cười, 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 cười. Nào. Lái qua, lái qua. Ôi ôi, lái ghê không. Rồi dừng giữa đường luôn rồi. Bấm thêm, bấm thêm chừng tí. Hả? Gì vậy? Hả? Sao? Để xuống ha. Hả? Để nữa. Chơi vòng nó đi rồi. Rồi lên chở bạn luôn kìa. Còn to sao nữa rồi. Rồi, tôi lên tôi chở bạn luôn nha. Ở đây con lái đây. Rồi tôi lái tôi chở bạn luôn nè. Này là xe con. Lái thêm một vòng nữa. Kìa chưa, kìa chưa. Quay tay, quay. Mới lên đèn nè. Vừa lên đèn này. Lái to nhất luôn á. Chứ đây coi nhìn đằng sau nó cái tin đó. Nhìn đằng sau coi đó. À coi qua đó là nhìn đằng sau nè. Rồi. Hết giữa đường đó rồi. Nhấn thêm lần nữa. Tới tới tin. Ủa? Không, không nhấp cho ta xuống luôn tao. Rồi. Cái pin giữa đường rồi. Có xuống không? Hay là chơi gần nữa. Chơi nào, mà xuống. Chơi nào mà xuống. Hả? Ngồi dưới đằng ngoài đi. Có chơi nào không? Hả? Hả? Đó hả? Dòng nó ha, dòng nó về ha. Làm sao? Đợi chơi nữa kìa. Xuống rồi chơi nữa. Chơi này đó không? Chơi xe. Chơi nữa. Chơi nữa hả? Chơi ngoài á. Vòng nó nghỉ nha. Một lần nữa thôi nha. Một lần này nữa thôi nha. Rồi lên chở bạn. Chở giờ chở hai bạn luôn rồi tên. Tên quay mặt ra sao nhìn hai bạn kìa. Dữ dữ. Ngồi xuống. Rồi xuống nào ăn. Rồi xuống. Rồi chạy đây. Trời. Lăn mà lên, lăn mà lên. Lái, lái qua. Bẻ cua. Không phải. Lái qua. Dữ rồi. Nói sao kìa. Ô.
Oh, lên đèn đẹp quá. Đẹp quá tới đôi, đẹp quá. Oh, lên đèn quá, ghê quá. Rồi, hết rồi. Xuống thôi, hết rồi. Bạn xuống kìa, bạn xuống kìa, xuống đi. Đây, xuống. Xuống hết rồi. Để chơi khác. Đi xuống. Rồi lại chơi máy bay kìa. Đây đây đây. Xuống. Bạn xuống hết rồi đi. Đi nè. Không đi được. Đi vòng rồi. Đi rồi. Lại kia chơi. Đi máy bay đi. Lại kia lái xe hơi kìa. Có nhiều trò chơi lắm mà. Là đi ngựa đi đây nè. Đi. Kìa. Đó xích đông kìa. Nè. Đây vòng quay. Này sao nó không khoái xe hơi này ta? Không đi xe hơi á? À nhiều con quá ha. À con rồng nữa kìa. Sư tử. Ồ. Anh nặng quá nó không quay được hay sao á, ta phải bắt chớm nữa kìa. Dạ chị đi. Chị đi đây. Lái lái qua, lái qua. Lái lái lái. Ồ, lái qua, lái qua. Ồ. Nhìn đang giờ đi xe hơi nha. Đi nhiều xe hơi luôn đó. Ồ. Lái qua, lái qua. Lái qua, lái qua. Ôi ôi. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chị Tiền Dừa và chị Tiền Dừa. Bye.